cho tất cả các bạn đã đến với kênh Tesco Giá Tri. Thì bây giờ là một buổi trưa mình ngồi ở một cái quán cà phê nha. Hiện trời mưa lớn, đúng mưa. Thì mưa thì các bên chỗ sẽ có một cái chỗ mà người ta bán đồ gì đó, nhưng mà người ta không có bán nữa. Thì có một số người người ta mời người ta nghỉ, giống như là người ta đi trời bị trời mưa ướt á, người ta sẽ vô đó người ta được mưa. Những người không có áo mưa, có mấy hiền, giống như mấy hiền đó, người ta sẽ mời người ta được mưa. Thì trời mưa như vậy cũng lạnh teo luôn, đúng không? Teo bù rì luôn. Mưa này nước lá bàn nó rớt. Cái nước của cái cây bàn đó, nó rớt xuống cái nó. Thỉnh cho đàn bà đem vô bỏ vô một cái đi tiếp, tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thêm một bên thêm cái người vô chút mưa đó không dốc bên kia kênh của mấy bạn ha. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.